như tiêu đề em nói đó, con S25 này. Đấy, mã số này. Đấy, đây em muốn cho bán cho các anh mà mua người không mua máy nha, mọi người nhìn bít tông còn vân ngang luôn thấy chưa? Đấy, rồi bây giờ em sẽ lên, em sẽ bình xăng ở trong nó hơi dơ nha. Em vừa rửa nhưng mà nó chỉ được mức độ nào thôi, nó dơ thôi. Đó, về mọi người, bởi vì em rửa hết khả năng rồi. Về mọi người chỉ cần đây này, nhìn nòng này, thấy chưa? Nhìn chân nòng này, ốc này còn đen thui luôn. Thấy không? Bít tông còn vân ngang luôn. Thì như này, về á nó không thể nào sạch được. Em cố gắng em xịt sạch lắm nhưng mà kiểu nó bị đóng rồi. Thì mọi người về chỉ cần dùng qua một vài lần là tự nó bung cái này ra là nó sạch tưng rồi, nên để yên tâm. Đấy, nói trước bao ngon nha, bê tông còn vân ngang luôn này. Thấy không? Ghê chưa? Rồi ok, bây giờ em sẽ lên chế cho nó. Rồi, em sẽ bán cho mọi người. Rồi, vừa rồi thì mọi người đã được coi cái con máy cắt cỏ mà em hoàn thành cho một anh khách đó. Thì cái con này này 20 người alo em nha, 20 người alo luôn. Rồi bây giờ em nổ lên. Thì cuối cùng thì cái anh mua người không mua máy đấy đã chốt hạ con này nhá. Ghê không? Là VIP. Thì chắc đến anh khách này á, thì anh này đầu tiên mua máy bên mình luôn. Thì anh này đã alo em ơi, em bán cho anh con máy cắt cỏ. Đấy, cái anh này cách đây khoảng hơn năm rồi. Alo em ơi, bán cho anh máy cắt cỏ. Thì cái đây là câu chuyện có thiệt nha. Thì em kêu là bên em phải cọc em mới bán đấy anh. Kêu tao á là mua người nha, ta không mua máy đó, mà tao mua là không cần phải cọc. Ông nói vậy luôn á. Em bán hàng mà em nghe em cũng ức chế, nhưng mà em kêu ôi chơi luôn. Em kêu chơi luôn đi anh đó. Thế là cái anh đã kêu tao mà mua người mà, nên là mày yên tâm đó. Rồi ok anh, thế là chốt nhau. Anh đã mua một con, thế cuối cùng anh gọi hàng xóm láng giềng nhau cho mình rất là nhiều, nên là mình rất là quý. Cho dù Zalo mình cũng không có của anh, chỉ qua cuộc điện thoại thôi. Anh cứ một lần mà anh gọi điện cho mình là cứ kêu tao mua người mà không mua máy, nên là cứ nhắc đến anh đó là mình nhớ đến cái lịch sử đó. Thì đây là con máy của anh nha, đã hoàn thành. Nó xin đây qua S25. Thì nó có bong chóc nha anh nha, nhưng mà con máy rất là mới. Đấy, rất là mới nha. Bong chóc nhưng mà con máy tuyệt vời luôn. Anh thấy rồi đó. Đây, máy em ru bà rù, nó em không có một âm thanh, thấy không? Mỗi đôi nắng nóng đây lại này, ngon không? Thì những anh khách quý mình á, mình rất là quý, chứ không phải là mình vì đồng tiền. Mình bán cho anh này có thể là rẻ hơn với mọi người 20 cuộc điện thoại để hỏi mua con này, nhưng mà em chỉ bán cho đúng anh khách đó, và bên em có giảm giá thành đó. Chứ không phải vì em vì một ngày công hay là vì hơn lên 100, 200 mà em bán cho những anh khách khác, thì không có chuyện đó xảy ra. Hồi giờ người ta nói 1122, mình rất là tôn trọng những người nói 1122. Và tính em cũng vậy, nói 1 là 1 mà 2 là 2, chứ không để 1 là 1 mà 2 là 3 được. Đấy, nói mua là mua, nói không mua là không mua. Đó là em thích những anh khách đó. Tính em tuy nó nóng tính, rất là nóng tính, nhưng mà em mua bán rất là có tâm. Cho dù con máy rẻ đi 100, 200, 100, 200 nghìn mình xài rồi nữa cũng hết đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái tình cảm của anh em dành cho nhau và dành cho những con máy ngon xài. Đó là quan trọng, cái tình cảm thôi. Chứ không phải là vì 100, 200 nghìn, tôi bán cho ông này tôi lời thêm được 200, tôi bán cho ông kia tôi lời được thêm 400, 500. Không có chuyện đó xảy ra. Đối với em, cái tình nghĩa nó quan trọng. Và có thể là em bán giá, cho dù mặt bằng nó như thế nào, thì em vẫn bán giá hữu nghị hơn đó với những cái kênh khác. Và máy em ưu tiên cho những cái người mà
họ hiểu biết. Còn vô mà cứ qua Zalo rồi alo alo rồi bắt em quay tới quay lui rồi như thế này như thế kia rồi đủ các kiểu, là em đâu có thời gian đâu, rồi cuối cùng không chốt đó. Nên là thành ra em vẫn muốn những anh khách có thành ý, em lọc trong những anh khách, không phải là mình lọc được hoàn toàn nhưng mà mình lọc bớt ra, ví dụ như 10 người khách alo mình thì mình lọc trong đó 5 người, nhưng mà 5 người đó xứng đáng để mình bán hàng và xứng đáng để mình cố gắng mình bán cho nhanh chóng để mình còn cái thời gian đó mình làm qua những công việc khác. Chứ khách hàng là thượng đế, đối với em khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế cũng phải hiểu cho những người mà họ bán hàng đó. Bởi vì làm nghề gì nó khổ nghề đó, không cái gì gọi là sướng đâu đó, kể cả những cái con chó vàng ấy, ví dụ vậy, nó đứng dọc đường nó cũng có cái nghề của nó nhưng mà nó cũng khổ tâm lắm, không phải như mọi người nghĩ đâu. Để vô được một suất đó vài tỷ mấy bác nha, nó thật sự không phải đơn giản đâu. Rồi về phải nuôi vợ nuôi con còn này còn nọ nữa ấy. Mình thông cảm cho tất cả những người nông dân và tất cả những người, kể cả là những cái ngành nghề mà kể cả là đi bóc lột hay đi này đi nọ lung tung, đó là những cái ngành nghề của người ta đó. Người ta ăn trên xương máu của đồng bào, mình vẫn quý người ta bởi vì cái nghề đó phải mua chân đó. Thì mình phải hiểu người ta đó. Còn nghề của em cố gắng đưa đến những con máy ngon đến tay khách hàng, và em chỉ muốn như thế này, có nghĩa là em vẫn phải chất lọc những anh khách có thành ý mua thật sự nó. Bởi vì mọi người không hiểu đâu, 100 cuộc điện thoại nhưng chỉ khoảng 3 người mua đấy, nên là mọi người thông cảm. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Chứ mọi người đừng có kêu em mua bán như thế này như thế kia thì không có chuyện nó xảy ra. Đối với em một vài trăm nghìn không đáng gì, nhưng đối với em á là cái thời gian nó quý. Và cố gắng anh nào có thành ý mua alo em ơi, cho số tài khoản anh chuyển tiền đó, là chơi thôi đó, đơn giản mà. Rồi ok, coi như xong nha. Rồi cảm ơn mọi người đã coi video. Thì con này em đã bán cho một anh khách hàng yêu thương bên em, đã mua bên em rất là nhiều máy rồi, chất lượng nha anh nha, bà cam kết luôn, bao ngon. Rồi ok anh.